Hello các bạn, chào mừng đến với nhà cũ, mình là Bảy Bình Bông. Trong video của ngày hôm nay thì Bảy sẽ preview nhanh cho các bạn cái event mới, event chủ đề của phiên bản 4.1. Dù là event này của chúng ta ấy, nó không phải xuất hiện ngay đầu phiên bản, nhưng mà nó xuất hiện ở giữa phiên bản để trùng với cái dịp Tết Trung Thu. Và cái event này có tên là Vần Thơ Trong Nước. Đây là sự hợp tác giữa bên Naman Start và bên Li Yue, đại diện chính là Hu Tao cũng như là Venti. Trong event này thì các bạn chắc chắn là sẽ nhận được cho mình một cái cuốn pháp khí 4 sao Tinh Luyện 5 miễn phí nhá. Để bắt đầu cái event này ấy, thì sau khi các bạn đã làm xong cái nhiệm vụ có tên là Ngày Hội Thơ Ca 1 ấy, chúng ta sẽ có 3 ngày hội thơ ca tất cả, và cứ cách nhau 2 ngày nó sẽ mở một lần. Và hôm nay chính là nhiệm vụ Ngày Hội Thơ Ca đầu tiên. Các bạn sẽ gặp được một vần thơ rất đáng yêu của Paimon. Mặc dù là Paimon đang muốn đồ đến quần ngọc các thôi, nhưng thực tế thì nhiều người vẫn đoán đó là Paimon. Cuối cùng thì Paimon cũng chấp nhận cái đáp án đấy của mọi người. Sau khi mà chúng ta đã làm xong cốt truyện nhiệm vụ đấy thì chúng ta sẽ bắt đầu đến cái màn giải trí. Cái màn giải trí này thì chúng ta cũng chỉ có 3 cái event nhỏ ở bên trong thôi. Bao gồm này, số 1 là các bạn sẽ ném bình. Và rất là tuyệt vời, cái ném bình này của chúng ta các bạn có thể đi cùng, chơi cùng với cả những bạn bè khác ở trên thế giới. Rất là hay. Và bởi tôi cũng vote các bạn nên đi chơi với bạn bè trên thế giới của mình, không nên là chơi một mình, bởi vì cái gì mà chơi với bạn bè thì nó đều sẽ vui hơn. Số 2 thì chính là một cái event khiêu chiến bình thường thôi. Các bạn nhớ đọc kỹ cái hướng dẫn của nó, cái búp của nó đấy, để mình có thể lợi dụng được làm sao mà clear quái nhanh nhất có thể. Và cuối cùng, số 3 là một cái event mà các bạn sẽ đi ghép tranh. Ghép tranh này thì nó sẽ đều có hướng dẫn đấy. Các bạn phải căn làm sao mà chúng ta sẽ ghép thành những cái mảnh ghép. Với những cái hình dễ thì chúng ta sẽ có ít nhất là 2 cái mảnh ghép. Còn với những hình khó ấy, thì các bạn sẽ phải tìm đến 3 mảnh ghép ở trong một cái khung cảnh như vậy. Cái này lại rất hợp với những bạn nào tinh mắt nhá. Còn tôi thì tìm mất khá là nhiều thời gian đấy. Cuối cùng là làm như thế nào để các bạn có thể nhận được cái cuốn pháp khí 4 sao miễn phí này, và những cái phần tinh luyện của nó. Chắc chắn rồi, chúng ta sau khi mà các bạn làm xong cái ngày 1 ấy, thì các bạn sẽ đủ cái độ náo nhiệt của hội thơ ca, và các bạn sẽ đổi được cái pháp khí của mình. Thế nhưng để đổi được những đồ tinh luyện của cuốn sách này, chính là cái kẹp sách bố cung anh ấy, thì các bạn sẽ cần phải đợi đến những ngày sau đó để chúng ta mới có thêm được cái độ náo nhiệt của hội thơ ca và các bạn mới đổi được. Nhưng mà các bạn yên tâm, event của MiHoYo thì có bao giờ để cho các bạn là không đổi hết đồ ở trong cái phần sự kiện đâu các bạn. Chắc chắn là chúng ta sẽ đổi hết đồ nhá. Trên đây chính là preview nhanh cho các bạn cái event chủ đề của phiên bản 4.1 Vần Thơ Trong Nước. Chúc tất cả các bạn có một mùa sự kiện vui vẻ này và nhận được nhiều nguyên thạch nhá. Giờ thì Bảy tôi xin gửi lời chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Các bạn đừng quên để lại cho Bảy xin một like cũng như kéo xuống một chút xíu thôi. Anh em ấn thêm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Giờ thì bye bye and see you again.